Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày Chủ nhật 12 tháng 12 năm 2021, Thanh Việt xin được gửi lời chào và cũng như chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình của Thanh Việt từ ở Việt Nam cho đến Mỹ và các nước châu Âu, rồi các quý vị đang sống ở Nhật, ở Hàn Quốc hoặc là ở Đài Loan, Campuchia, vân vân và vân vân. Thì Thanh Việt được mở đầu chương trình hôm nay với cái chủ đề là gia đình Đại Nam bỏ túi cả ngàn tỷ từ những vụ đất. Đây là Thanh Việt phóng sự tập 64. Như Thanh Việt có trình bày ngày hôm qua là mình đã có 64 tập, chưa kể những tập đầu nói về cái tiểu sử của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là công ty cổ phần Đại Nam, thì mình có ít nhất cũng đã gần 80 tới 90 tập về Đại Nam. Thanh Việt xin quý vị cho ý kiến là Thanh Việt tiếp tục gọi là đeo đuổi theo cái Đại Nam, hay là mình đổi đề tài một chút xíu rồi mình sẽ trở lại Đại Nam sau. Thì thưa quý vị nhớ cho lời bình trong cái phần bình luận nha quý vị. Ngày hôm nay Chủ nhật nên mình mở đầu chương trình bằng một cái câu chuyện vui vui. Nó cũng liên quan đến những con số. Thì ngày hôm nay thật sự là trong chương trình Thanh Việt sử dụng rất là nhiều những cái con số để trình bày với quý vị. Con số đôi khi làm cho chúng ta nhức đầu, nhớ tới thời kỳ mà còn đi học, phải không quý vị? Nhưng mà con số này là số tiền, mà tiền nó lên tới tiền tỷ. Đôi khi nó cũng nằm mơ mà muốn thấy những con số như vậy, phải không quý vị? Thì nói chuyện nằm mơ, thì lần này Thanh Việt phải nói rằng khóc một dòng sông. Quý vị sẽ hiểu được tại sao mà gia đình Đại Nam nếu mà đúng như lời họ nói thì phải là khóc một dòng sông. Cái dòng sông này là cái dòng sông nó tô vẽ cho cái bức tranh mà lúc nào gia đình Đại Nam cũng muốn nói cho mọi người biết rằng cái bức tranh đó thật là đẹp. Bức tranh mà vì dân, vì nước. Mặc dù là không ai cần gia đình Đại Nam để làm những công việc như vậy, nhưng quý vị, thế mà khi mà làm thì họ lại muốn PR cho công việc của mình. Thì thôi, làm những việc tốt, có những mục đích, PR thì cũng không sao. Nhưng mà đôi khi ở bên dưới cái PR đó, quảng cáo đó, thì chúng ta sẽ thấy được những cái mùi nó tanh lắm thưa quý vị. Thật sự là tanh. Thì đầu tiên đó quý vị, gia đình Đại Nam thông qua bà Nguyễn Phương Hằng có than vãn rằng và có khóc cho rằng mình đã mượn 2.000 tỷ để xây dựng cái nhà máy găng tay để phát miễn phí cho các bệnh viện và các cái khu mà gọi là cấp cứu cho bệnh nhân, bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên cái đó nó chỉ có đúng được có khoảng 20% thôi thưa quý vị, 20% thôi. Cái 30% còn lại là thực sự ra là đi quảng cáo, mà cũng chọn bệnh viện lắm đó quý vị, chọn bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng giống như là ngày xưa mà đi tặng bình oxy thì cũng chọn bệnh viện Chợ Rẫy đầu tiên, nhưng mà hơi bị quê từ vì họ không có nhận. Thì khi mà làm cái nhà máy găng tay thì bên của phía bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là tất cả những người hâm mộ, Thanh Việt không có gọi là đả kích. Từ vì đó là cái câu chuyện của họ, họ muốn nói sao cũng được. Thế nên quý vị, nhiệm vụ của chúng ta là nghe, hiểu và xem thử thực sự là bao nhiêu phần trăm đúng. Không phải là 100% là sai, nhưng mà cái phần trăm sai nó cũng khá cao, kính thưa quý vị. Sau khi mà nói xong là phát miễn phí vì từ thiện, thì lập tức chúng ta thấy được tại bên Mỹ đã có người đại diện để muốn xuất khẩu găng tay từ ở Việt Nam sang bên Mỹ, rồi bán vô thị trường gọi là y tế của Mỹ. Mặc dù cái đó nó giống như là mình lên cung trăng vậy quý vị. Thì không biết là cái sự thành công của cái găng tay đó đến được bao nhiêu. Có hai thị trường mà họ muốn tấn công, đó là găng tay cho bệnh viện, khu vực y tế, cũng như là găng tay dùng trong những công việc thông thường, chẳng hạn như là ngành nail. Thì thật ra ngành nail nó cũng cần, chính xác hơn là nó không có đòi hỏi cao như là về bên bệnh viện, nhưng mà đâu đó nó cũng có một cái cái sự là an toàn cho khách hàng. Thì chúng ta hãy chờ xem cái sự thành công của găng tay Đại Nam, mà gọi là găng tay mở ngoặt đóng ngoặt từ thiện, sẽ được bán như thế nào tại bên Mỹ này và sẽ được tiếp nhận như thế nào đối với những khán giả đang ở bên Mỹ và lắng nghe chương trình. Thì Thanh Việt có thấy một số sự góp ý của các anh chị đang làm nghề nails, thì quý vị có thể liên lạc qua Thanh Việt ở cái địa chỉ là dinhthanhviet@yahoo.com để có thể trao đổi thêm cho Thanh Việt biết những cái tin tức về cái găng tay mà các quý anh chị đang dùng ở bên Mỹ nó như thế nào. Trở lại cái vấn đề 2.000 tỷ. Xin lỗi quý vị là Thanh Việt lại hay có cái tật là hay đi lang bang. Giờ trở lại một chút xíu là cái 2.000 tỷ mà họ mượn đó quý vị, với cái 8% tiền lời hàng năm và 30 năm thời hạn theo cái dạng thế chấp, thì gia đình Đại Nam thế này quý vị phải khóc theo một dòng sông. Vì tại sao mỗi tháng họ phải đóng là 14 tỷ, mỗi sáng thức dậy là phải đóng 490 triệu đồng rồi. 14 tỷ mà đóng như vậy trong vòng 30 năm. Nha quý vị, 14 tỷ mỗi tháng đóng trong vòng 30 năm. Quý vị thấy cái hình ở trên màn hình không ha? Là chúng ta thấy là cái, đáng lẽ là đây là cái hình dạng của một người nữ. Họ nói to quá, họ nổ quá đến nỗi mà nhiều người nghe mà muốn bay luôn quý vị. Đấy. Còn Thanh Việt thì cho rằng khóc một dòng sông. Thực sự nếu mà mỗi sáng thức dậy em thấy hoa hồng thì không thấy, mà thấy đến 490 triệu đồng, nó không phải là hoa hồng nữa thì hơi phiền. Cái này phải gọi là khóc một dòng sông. Thì có một con số vui vui như vậy, để khi mà chúng ta nghe được cái con số mượn 2.000 tỷ thì chúng ta sẽ hiểu được rằng không biết có 2.000 tỷ thiệt hay không. Thì đây là nếu mà 2.000 tỷ thật sự thì một là chúng ta bị nổ tung, hai là phải khóc dòng sông cho công ty cổ phần Đại Nam. Bây giờ trở lại cái vấn đề là nhiều năm qua công ty cổ phần Đại Nam đã làm ăn về đất đai, mà Thanh Việt rất là kỵ cái chữ đất đai. Nếu mà quý vị ở bên Mỹ hiểu cái chữ đai là gì rồi, đai là hình như là chết thì phải. Ở đây đất đai thì nó cũng giống như bên Việt Nam với quý vị, mà cái gì mà đụng vào đất, mà chơi với đất thì có ngày sẽ bị đai, đai rồi trở về với đất, nó cứ đi vòng như vậy. Thì bà Nguyễn Phương Hằng trong những lần livestream hay thách thức cộng đồng mạng là có ai nói được những sai phạm của công ty bà hay không. Thì thực sự ra sự sai phạm của công ty cổ phần Đại Nam thì nhiều lắm. Liệt kê ra thì có cả đến Thanh tra Trung ương cũng đã vào cuộc. Thì bà nói cũng đúng đó, là chính thức trên tất cả các giấy tờ từ Viện Kiểm soát Trung ương, Thanh tra Trung ương cho đến ngày hôm nay, những sự sai sót của bà, của công ty cổ phần Đại Nam chính xác hơn, thì đã có rồi. Nhưng nó có liệu nó có thành được những cái văn bản về những cái vi phạm thì đúng là chưa có. Nhưng mà vi phạm thì đầy, nha quý vị. Thì đây là một cái bản gọi là tổng kết. Sở dĩ mà không có được những câu kết luận thì Thanh Việt ngày hôm nay cuối chương trình chúng ta sẽ có được những cái câu kết luận là tại sao vi phạm thì thấy đó, mà tại sao họ lại thoát được, mà cái tiền lợi nhuận mà họ bỏ vào túi thì ôi chao, nằm mơ cũng không thấy đó quý vị. Đây là một cái ví dụ khu công nghiệp Bình Đường, lợi nhuận mà ông Huỳnh Uy Dũng, hay chính xác hơn là ông Huỳnh Phi Dũng bỏ vào trong túi là 150 tỷ. Sóng Thần 1, 610 tỷ. Sóng Thần 2, 106 tỷ. Tân Định, 18 tỷ. Tổng cộng sơ sơ đã là 884 tỷ. Đây là những cái con số mà được gọi là có trên giấy tờ đàng hoàng. Còn những cái chuyện mà ví dụ nha quý vị, khi mà họ cho thuê đất ở những cái khu Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3 đó quý vị. Ở đây Thanh Việt chưa để Sóng Thần 3 vào, tạm thời cứ như đến Sóng Thần 2 thôi. Sóng Thần 3 đó, những cái khu công nghiệp đó quý vị, khi mà họ cho thuê đó, không phải như chúng ta đi thuê nhà, thuê mặt bằng để làm ăn thì nó nhỏ quá quý vị. Ở đây mà thuê những cái chuyện như vậy đó là phải họ phải trả một lúc là 50 năm, 49 đến 50 năm tùy theo, ví dụ giảm đi một năm đầu tiên chẳng hạn như vậy, trong lúc mà đang xây dựng. Thì chúng ta sẽ thấy được thường thường là 49 năm, có khi là phải bắt buộc phải trả liền lập tức. Thì những cái chuyện như vậy nó đem đến một con số tiền rất là khủng khiếp. Bao nhiêu phần trăm, ví dụ trong khu vực Sóng Thần 1 họ thu về khoảng 5.777 tỷ cho 49 năm thuê của một số cái công ty của ông Tăng Minh Phụng lúc xưa. Bao nhiêu phần trăm vô trong ngân sách trong 5.777 tỷ này? Bao nhiêu vô túi cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng? Đó. Thì nếu biết được những cái chuyện như thế này thì cơ quan nhà nước, thanh tra trung ương cũng đã có những cái biện pháp rồi. Ở đây thì khi chúng ta bàn về những câu chuyện như thế này thì có những quý vị nếu ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng thì thường hay nói như thế này. Nói chính xác là như thế này quý vị, nếu mà đã sai thì đã bị bắt rồi. Vâng, đúng rồi, nếu đã sai thì đã bị bắt. Tuy nhiên có những cái sai thấy đó nhưng mà chưa chắc đã sờ được. Thanh Việt nói vậy, chắc quý vị cũng sẽ hiểu. Đầu tiên Thanh Việt muốn nói về, ngày hôm nay Thanh Việt sẽ nói về 3 phần: Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 và khu Bình Đường. Ngày hôm qua thì Thanh Việt có trình bày với quý vị về Tân Định. Hôm nay thì phần chủ yếu, phần lớn sẽ tập trung vào Sóng Thần 1. Rất là nhiều con số nha quý vị, toàn là tiền tỷ thôi. Thì đầu tiên, nếu những quý vị nào chưa để ý thì Sóng Thần 1, khu đất này là khoảng 178 hectare đất. Nó thuộc bên quân đội, quân đoàn 4. Năm 1994, tháng 8 năm 1994, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé đã giao khu đất này cho công ty Thanh Lễ. Chính xác hơn là công ty Thành Lễ. Thanh Việt sẽ chỉ cho quý vị thấy có những cái điểm đặc biệt về công ty Thanh Lễ hay công ty Thành Lễ. Nghe nó giống nhau quá, có phải là một hay không? Thì Thanh Việt sẽ giải thích. Ở đây thì công ty Thành Lễ để lập phương án đầu tư, cơ sở hạ tầng, thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp. Tháng 7, trước đó một tháng, thì công ty Thành Lễ, lúc này là tổng giám đốc là ông Huỳnh Uy Dũng, đã ký hợp đồng với công ty cổ phần Phi Long cùng liên kết vốn kinh doanh, đầu tư, cơ sở hạ tầng. Thưa quý vị, vào thời điểm 1994 thì chưa có một cái văn bản nào của cơ quan chính phủ về cái sự liên doanh giữa nhà nước và tư nhân. Vì thế có thể gọi rằng ông Huỳnh Phi Dũng là cha đẻ của những cái hợp đồng gọi là liên doanh giữa nhà nước và tư nhân. Đấy. Mà sau này nhà nước gần như là hợp thức hóa về chuyện này. Công ty Phi Long đó quý vị thì trên bề mặt cho là đã góp vốn 50-50 với bên của công ty Thành Lễ. Đấy quý vị nhé. Thì công ty Phi Long là công ty gia đình do bà Trần Thị Tuyết làm giám đốc. Thanh Việt có trình bày với quý vị ngày hôm qua rồi. Trong lúc mà làm cái khu vực khu sản xuất Tân Định của quý vị, nó cũng y hệt như câu chuyện này. Bà Đào Thị Thanh Nguyên, nguyên là kế toán trưởng của công ty Thành Lễ, mà sau này một thời gian sau thì làm tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc Thành Lễ là ông Nguyễn Hiệu Phước. Ông Nguyễn Hiệu Phước này sau này rời công ty Thành Lễ và theo ông Huỳnh Phi Dũng về làm ở bên khu du lịch Đại Nam. Đấy nha quý vị. Rồi thành viên trong cái công ty Phi Long còn có cha ruột của ông Dũng và cha vợ của ông Dũng. Thì thật ra công ty Thành Lễ và công ty Phi Long là hai công ty độc lập nhưng cùng một sự điều khiển bởi cùng một nhóm người. Nha quý vị, một nhóm người tay phải thì điều khiển công ty nhà nước Thành Lễ, tay trái thì điều khiển công ty gia đình Phi Long. Nha quý vị, tí nữa Thanh Việt sẽ giải thích đầy đủ công ty Thành Lễ tên chính thức của nó là gì, rồi công ty cổ phần xây dựng khu công nghiệp Thanh Lễ là gì. để cho quý vị khỏi phải có sự lẫn lộn. Vì một bên là công ty nhà nước, còn một bên là công ty của ông Huỳnh Uy Dũng, cá nhân Huỳnh Uy Dũng sau này. Đây là cái phần được gọi là ăn cơm trước kẽn. Thì như quý vị hiểu ở cái phần trước rồi, đó là cái sự liên kết giữa công ty nhà nước Thành Lễ do ông Huỳnh Uy Dũng làm tổng giám đốc và công ty gia đình của ông Dũng do vợ của ông làm tổng giám đốc là công ty Phi Long. Sự kết hợp giữa hai công ty Thành Lễ và công ty Phi Long, hai công ty độc lập mà được điều khiển bởi một nhóm người duy nhất mà thôi. Thì như thế này, thế nào là ăn cơm trước kẽn? Ăn cơm trước kẽn là vào tháng 3 1993, trong kết luận về quy hoạch quản lý và sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ như thế này. Trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa có quyết định, thì Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân địa phương nhất thiết không được tự ý cấp đất cho một tổ chức hay cá nhân nào sử dụng. Nha quý vị, đấy. Thế mà tháng 9 năm 94, ông Dũng ký tổng cộng 57 cái hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, mà lúc đó Chủ tịch tỉnh Sông Bé là ông Hồ Minh Phương đã chấp nhận. Mặc dù chính phủ chưa có cho phép. Và sau đó ông Dũng ký 57 cái hợp đồng này cho 13 đơn vị, phần lớn đều là thuộc công ty Minh Phụng EPCO. Và từ đây thu về được tổng cộng là 130 tỷ đồng. Nha quý vị, đây là một trong những cái điểm mà sau này người ta gọi rằng không biết ông Tăng Minh Phụng có một mối quan hệ gì với ông Dũng hay không. Thì kính thưa quý vị, đó là trong những cái hợp đồng làm ăn tại Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 đều có dấu vết của ông Tăng Minh Phụng. Từ cái hợp đồng làm ăn này, họ thu về 130 tỷ. 130 tỷ này, 30 tỷ thì đi về công ty cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng, công ty Phi Long. 100 tỷ còn lại được trao cho bên công ty nhà nước, công ty Thành Lễ. Sau này nha quý vị, một số người trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé có giải thích rằng 100 tỷ đó không về hẳn công ty nhà nước, mà trong đó chích ra 40 tỷ để đền bù cho bên quân khu 4. Thì cái đó là câu chuyện. Vậy là 30 tỷ về tay của công ty Phi Long, công ty cá nhân, coi như là tiền huê hồng nha quý vị. 40 tỷ về bên quân khu 4, quân đoàn 4, và 60 tỷ thì về công ty của nhà nước. Để giải thích cho những cái chuyện mà lèm nhèm, làm công việc trước khi làm những cái quyết định mà trước khi bên chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép, thì ở bên tỉnh Sông Bé họ trả lời như thế này. Cái người trả lời là ông Phan Văn Đương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương. Tỉnh linh hoạt làm theo kiểu có là có xin phép bên Thủ tướng Chính phủ rồi, nhưng mà chờ được có 2 tuần chưa trả lời, nên là phải vận dụng cái tính linh hoạt, nên phải làm trước thôi, không chờ nữa. Rồi làm xong rồi có chuyện gì sẽ xin lỗi sau. Đây là cái cách trả lời cũng rất là thú vị nha quý vị. Nó giống như là con mà xin phép cha mẹ đi chơi, xin phép mà cha mẹ chưa kịp trả lời thì con chờ không được và leo tường đi luôn, rồi đi rồi có chuyện gì sẽ xin lỗi sau. Thì đây là đúng là cái câu chuyện như vậy, như trong gia đình đó quý vị. Rồi khi mà làm cái chuyện đó xong thì bên Thủ tướng Chính phủ cuối cùng cũng như là đã xác nhận cái sự gọi là hợp tác giữa nhà nước và các doanh nghiệp. Ngay từ sau cái chuyện đó xảy ra thì cuối cùng phải chấp nhận cho cái sự hợp tác đó. Thì tháng 9 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt phương án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp Sóng Thần. Đúng vào thời điểm này thì được khoảng 3 tháng sau, ông Huỳnh Uy Dũng hay là Huỳnh Phi Dũng đã xin phép rời công ty nhà nước. Thì ở đây Thanh Việt xin được chính thức đổi cái tên để cho chúng ta khỏi bị nhầm lẫn. Cái công ty của nhà nước, công ty đó tên là Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thành Lễ. Nha quý vị, Ở trang kế tiếp thì Thanh Việt sẽ giải thích rất là rõ những cái chi tiết của các công ty nó liên đới với nhau, nó liên kết với nhau như thế nào. Nhưng mà sau khi mà Thủ tướng Chính phủ chính thức cho phép sự kết hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp thì ông Dũng đã có vây có cánh đầy đủ rồi, gà thì cũng mập rồi, nên ông quyết định nghỉ công ty nhà nước Thành Lễ. 3 tháng sau thì ông thành lập một công ty của riêng mình, nó gọi là Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Thanh Lễ. Quý vị thấy có điểm ác chỗ này không quý vị? Hai công ty, ngoại trừ những cái chữ đầu tiên, hai công ty này tên gần như nhau. Thành Lễ là công ty của nhà nước nha quý vị, còn Thanh Lễ là công ty của ông Dũng Lò Vôi. Cũng xin được mở ngoặc đóng ngoặc, cái công ty mà của ông Dũng Lò Vôi Thanh Lễ đó quý vị, về sau này nó chính thức trở thành Công ty Cổ phần Đại Nam nha quý vị. Rồi xong cái phần đó, đến tháng 6 năm 1996 thì Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thông qua công ty nhà nước Thành Lễ để cho phép công ty Thanh Lễ, công ty của ông Dũng Lò Vôi, thuê đất để đầu tư xây dựng. Sau khi mà ký hợp đồng được 57 cái hợp đồng mà trước khi nhà nước cho phép đó quý vị, thì lần này nhà nước cho phép rồi thì ông mạnh tay hơn, ký 33 cái hợp đồng cho thuê lại đất. Đây là thuê quyền sử dụng nha quý vị. Thuê khoảng 466.000 m2, 466.000 m2 với cái giá trị là khoảng 23 đô la mỗi một mét vuông. Vào thời điểm đó thì cái giá trị nó là khoảng 253.000 đồng một mét vuông. Tổng số tiền thuê diện tích đất này thành là bên của công ty nhà nước Thanh Lễ thu về được khoảng 117 tỷ đồng nha quý vị, mỗi năm. 49 năm thì phải trả tổng cộng là 5.777 tỷ. Đó, bắt buộc phải trả cùng một lúc. Thì ở đây cái câu hỏi là cái số tiền như vậy đó quý vị, hàng năm sẽ được chi như thế nào vào chân ngân quỹ của nhà nước sau khi mà được chia đều cho bên của công ty Thanh Lễ, thì bao nhiêu nó sẽ trở về với nhà nước. Các công ty thuê đất của Thanh Lễ còn phải trả thêm hàng năm cho Thanh Lễ một cái số tiền khoảng 2,5 đô một mét vuông. Đây được gọi là cái số tiền phụ thu. Để làm gì? Không biết thưa quý vị. Hình như số tiền này Thanh Việt nghĩ rằng ông Dũng chế ra cho cái việc mà gọi là giúp đỡ về cái việc mà xây dựng hạ tầng cho nó được tốt hơn. Thanh Việt chỉ có đoán là như vậy thôi. Nhưng mà cái này nó thu về được bao nhiêu quý vị? 628 tỷ đồng trong 49 năm. Thì đây là cái số tiền mà ông Dũng có thể để trực tiếp vào trong túi của mình mà không cần phải đưa bên nhà nước, vì đây là cái số tiền phụ thu cho cái việc mà gọi là xây hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy bắt đầu nó loạn xà ngầu. Thì quý vị cuối chương trình sẽ trở lại cái trang đầu tiên để chúng ta hiểu được cái tổng số tiền mà bỏ vào trong túi nha quý vị. Đấy. Rồi sau khi mà có những cái hợp đồng như vậy thì chúng ta bắt đầu thấy những cái động tác giả xuất hiện. Tháng 11 năm 1995, khi mà ký hợp đồng thuê đất với công ty Thanh Lễ, thì Sở Địa chất xác định tiền thuê đất là 210.000 đồng cho một mét vuông. Vậy là số tiền mà thu được từ cái chuyện thuê đất đó quý vị là 373 tỷ đồng tiền thuê đất. Tức là bên Thanh Lễ phải trả cho bên Sở Địa ốc như vậy. Tháng 11 năm 1996, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đơn giá chính thức là 355.000 đồng một mét vuông, tức là nó tăng 69% so với cái giá ở bên trên. Thì Ủy ban thu về được 631,9 tỷ đồng, hơn dự tính là 258 tỷ. Vậy là 258 tỷ đồng này nó đi về đâu kính thưa quý vị? bao nhiêu phần trăm đi về Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé, bao nhiêu phần trăm đi về túi của công ty cá nhân Thanh Lễ. Khó hiểu phải không quý vị? Không biết. Câu trả lời là không biết. Nếu mà biết rồi thì ông Dũng đã không ở bên ngoài, nha quý vị. Nhưng mà chắc chắn năm 1996 có 258 tỷ tiền dư ra. Tháng 3 năm 1997 thấy nó hơi bị nhiều tiền. Họ quyết định là giảm tiền, giảm cái thuế đó 30%. Từ 355.000 đồng xuống còn 248.000 đồng một mét vuông. Với cái con số giảm như vậy thì cuối cùng cái tiền thu dư mà họ có thể lấy về là 274 đồng trong 4 năm. Nha quý vị. Vậy là tổng cộng trong 5 năm từ 1996 cho đến năm 2000 họ lấy về được sơ sơ đó nha quý vị, 532 tỷ đồng. Đấy. Câu hỏi ở đây, 532 tỷ đồng tiền dư này bao nhiêu đi về ngân khoản của nhà nước hay là ngân khoản của cá nhân? Theo Thanh Việt được biết thì 532 tỷ đồng này được chia cho cá nhân của ông Dũng cũng như là Ủy ban Nhân dân, cá nhân trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé vào thời điểm đó. Để làm chi? Để mới có thể có những cái sự ký kết đặc biệt như thế này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Sông Bé sau này giải thích như thế này: nên nhớ có 40 tỷ phải đền bù cho bên quân khu 4 về cái việc mà di chuyển cơ sở vật chất. Thì 40 tỷ này cũng không nhằm nhò gì nha quý vị. 532 tỷ rồi, chưa kể cái số tiền ở trang trước là 628 tỷ đồng. Đấy. Con số nó rất là khủng khiếp, nó lên tới 1.000 tỷ rồi nha quý vị. Nhưng mà 1.000 tỷ này chắc chắn không phải đều rơi vào tay của ông Dũng hết. Trước khi mình trở sang một cái khu vực khác thì cho Thanh Việt được tóm tắt cái câu chuyện các công ty. Từ vì nãy giờ mình nói là mình bắt đầu mà đối với Thanh Việt không mà cũng hơi bị loạn choạng. Loạn choạng ở chỗ là vì sao? Vì các cái công ty nó nhập nhằng vô cùng kể. Nội mà cái tên không cũng nhức đầu. Cái tên không cũng đã nhức đầu. Thì xin quý vị nó như thế này. Công ty nhà nước gọi là Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thành Lễ. Lúc trước công ty này có tên là Xí nghiệp Quốc doanh Sơn mài Thành Lễ. Nhưng quý vị, xí nghiệp quốc doanh này là thuộc cá nhân trước năm 1975. Sau đó tỉnh Sông Bé, sau năm 75 thì tỉnh Sông Bé gọi là đứng ra để quản lý cái công ty này. Thì sau đó nó được đổi thành là Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thành Lễ. Chỉ được đổi khi mà ông Huỳnh Phi Dũng đi về làm tổng giám đốc. Vì ông không muốn làm chỉ có sơn mài không mà thôi. Ông làm sang về kinh doanh về xăng dầu, kinh doanh về đất đai, nha quý vị, xây dựng. Rồi Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thành Lễ do ông tổng giám đốc là ông Huỳnh Phi Dũng, công ty nhà nước đó quý vị, kết hợp với công ty của cá nhân ông Dũng là công ty Phi Long. Giám đốc của công ty này là vợ của ông Dũng, bà Trần Thị Tuyết. Cổ đông của công ty này, quý vị bắt đầu thấy nó hơi buồn cười. Cổ đông của công ty này là gia đình ông Dũng. Không sao, tại vì gia đình ông, công ty gia đình mà. Nhưng còn có ban giám đốc của công ty Thành Lễ. Đây quý vị nhé, còn có giám đốc của công ty Thành Lễ. Có nghĩa là giám đốc của một số trong cái ban ngành cấp cao của công ty nhà nước Thành Lễ sang có cổ đông góp vốn với công ty Phi Long. Vì thế hồi nãy Thanh Việt có nói rằng công ty Phi Long và công ty Thành Lễ hai nhưng mà là một. Vâng. Đến một thời gian sau, trước khi mà ông Dũng tách rời ra khỏi công ty nhà nước xin nghỉ, thì công ty Phi Long đã hoàn trả số tiền góp vốn của các cổ đông bên trong ban giám đốc của công ty nhà nước Thành Lễ cộng với tiền lời. Dĩ nhiên là góp vốn có tiền lời nữa. Vì thế vào lúc đó công ty Phi Long Chỉ còn lại giám đốc là bà Trần Thị Tuyết và cổ đông là gia đình ông Dũng. Chỉ khoảng một tháng sau thì công ty này chính thức đổi tên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Long. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Long sau đó kết hợp với công ty Hoàng Gia, cũng là một công ty gia đình mà đứng đầu là ông Trần Thái An, giám đốc của công ty Hoàng Gia, tức là ba vợ của ông Huỳnh Phi Dũng. Tại sao nó lại lòi ra cái công ty Hoàng Gia này? Kính thưa quý vị, công ty Hoàng Gia này là cái người mà đỡ đầu cho cái mảnh đất Tân Định mà ngày hôm qua Thanh Việt trình bày với quý vị. Tất cả nó đều có sự liên kết với nhau. Chỉ được vài ngày thì công ty trách nhiệm hữu hạn Phi Long kết hợp với công ty Hoàng Gia lập thành một công ty, nó gọi là Công ty Hoàng Gia Cát Tường, mà giám đốc là người con trai thứ hai, anh Huỳnh Trần Quốc Huy. Đấy, thì giờ này, nhằm quý vị, ngay ở cái thời điểm quý vị thấy sự làm ăn giữa công ty Phi Long, lúc mà hai mà là một với công ty Thành Lễ, rồi sau đó một số cái lượng tiền rất là lớn, lên cả ngàn tỷ, được chuyển về chia lợi nhuận cho cả hai bên, nhà nước cũng như là công ty Phi Long. Sau khi có lợi nhuận rồi, được sự nhòm ngó của rất là nhiều người, trong đó có cả báo chí, thì ông Huỳnh Uy Dũng lập tức thanh lọc công ty, xóa sạch những cái dấu vết để trở thành một công ty trách nhiệm hữu hạn Phi Long. Rồi để cho chắc ăn hơn, ông chôn sâu cái đó xuống một chút xíu nữa bằng cách là kết hợp với công ty Hoàng Gia. Hai công ty này hợp lại được một thời gian ngắn, thì hai công ty này hợp lại thành một công ty, nó gọi là Công ty Hoàng Gia Cát Tường. Vâng, thì coi như đến thời điểm đó thì hầu như tất cả mọi chuyện đã được xóa sạch dấu vết. Có tìm cũng khó đấy. Sau khi mà nghỉ công ty nhà nước Thành Lễ thì ông Dũng thành lập một công ty cá nhân, đây là Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ. Nha quý vị, nó thiếu mất cái chữ dấu huyền. Đấy. Thanh Lễ là nhà nước, Thanh Lễ là của ông Huỳnh Phi Dũng. Vâng, quý vị nhớ nha. Thì cái công ty Thanh Lễ sau này nó trở thành là Công ty Cổ phần Đại Nam, mà quý vị ngày hôm nay vẫn cứ nhầm tưởng đâu đó Công ty Cổ phần Đại Nam là cái khu du lịch Đại Nam. Sai nha quý vị. Đó. Với những cái câu chuyện mà đặc biệt như đó đó quý vị, những câu chuyện đặc biệt như vậy đó, thì bên của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phải giải thích như thế nào đây? Thì ông Phan Văn Đương, ông giải thích rằng công ty Phi Long người ta hỏi rằng công ty Phi Long có thật sự góp vốn đầu tư xây dựng khu công nghiệp hay chỉ là một hình thức rút tiền từ khu công nghiệp này? Giả bộ hay là thiệt? Thì cái câu trả lời nó như thế này của ông là nhà nước không cho nước ngoài góp vốn đầu tư, mà nhà nước cũng không bỏ tiền ra, mà địa phương cũng chẳng có đồng bạc nào. Vì vậy lấy tiền đâu mà làm? Không lẽ nhà nước cho đất rồi mình ngồi mình cười? Vì thế mà cần phải lấy vốn từ các thành phần khác nhau, trong đó có công ty riêng của ông Huỳnh Uy Dũng. Nhưng mà quý vị bắt đầu thấy rồi phải không quý vị? Cái này nó cũng trở lại như cái chuyện hiện nay, đó là xâm phạm quyền lợi, nó gọi là conflict of interest. Rõ ràng là như vậy. Vì một người tay phải thì làm giám đốc của một công ty nhà nước, tay trái thì cho công ty cá nhân của mình vào hoạt động làm ăn, thì thấy nó lạ không quý vị? Tay trái ký, tay phải cũng ký cùng một bản hợp đồng. Thật là tiểu lâm. Rồi câu hỏi kế tiếp nhà báo đặt ra với cái ông Phan Văn Đương này vào thời điểm đó là người ta nói rằng có những cái vấn đề đang nổi cộm lên với cái trường hợp của ông Huỳnh Phi Dũng về làm ăn không có được minh bạch. Thì ông này trả lời như thế này: Và trả lời cũng y hệt như bà Nguyễn Phương Hằng đã trả lời cho chúng ta. Có rất là nhiều đoàn thanh tra kiểm tra đi vào rồi. Kiểm tra từ A đến Z, trái sang phải, trên xuống dưới, đầy đủ hết rồi. Báo chí thì lại nói ngược lại. May quá lần này ông không nói là báo chí bẩn vào cái thời điểm đó. Chứ còn giờ này thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã nói rồi. Báo chí bẩn thì cứ nêu lên đi ngược lại. Vì thế, tôi đề nghị chính phủ lập ra một đoàn thanh tra liên ngành đủ thẩm quyền điều tra để đưa ra kết luận. Thì kết luận cùng quý vị cũng đã biết rồi là không tìm được gì. Nhân quý vị, mặc dù giấy tờ có đầy đủ hết mọi chứng cứ, nhưng vì lý do gì đó, đoàn thanh tra liên ngành cũng đi đến câu kết luận là không tìm được gì. Dĩ nhiên, đây là cái thời điểm cho Sóng Thần 1, nhân quý vị. Chứ đến Sóng Thần 3, khi mà ông Dũng bị bên thanh tra điều tra lại về khu vực Sóng Thần 3 với cái ông Lê Thanh Cung, thì lúc đó cái kết quả không thuận lợi cho ông Dũng lo vôi như quý vị đã biết rồi. Đây, Thanh Việt đang muốn nói về khu vực Sóng Thần 1, nha quý vị. Thì cái câu trả lời của ông Phan Văn Đương này quý vị có thấy giống bà Nguyễn Phương Hằng không? Rất là giống. Là có rất là nhiều đoàn đi vào rồi. Kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ bên trong ra bên ngoài, từ A đến Z, vân vân và vân vân. Nhưng không tìm được gì. Còn bây giờ báo chí bẩn, Thanh Việt thêm vào cái câu đó cho nó giống hiện tại. Báo chí bận có nêu lên những câu như vậy, những chuyện như vậy, thì tôi lại thách đố một lần nữa, thành lập các ban ngành liên ngành đi vào kiểm tra một lần nữa. Và như quý vị biết, với Sóng Thần 1, họ cũng không tìm được gì. Và lần này, Thanh Việt đoán thì một số quý vị sẽ không có vui lòng, nhưng mà dựa trên những cái gì mà nó đã xảy ra, và cảm giác rằng nếu mà có đoàn kiểm tra đi vào kiểm tra về cái quỹ hàng hữu, rồi không biết rằng nó có đi đến cùng một cái câu trả lời như là bên Sóng Thần 1 không, phải không quý vị? Vì quá khứ đã cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Và hy vọng nếu mà có kiểm tra lại quỹ hàng hữu thì kết quả lần này nó sẽ khác hơn với kết quả của Sóng Thần 1. Tất cả cũng chỉ là hy vọng. Trả lời về cái việc mà những cái việc làm của tỉnh Sông Bé hoặc là Bình Dương giúp đỡ trong Huỳnh Uy Dũng như vậy, đúng hay sai? Thì ông này trả lời một cách như thế này quý vị. Và quý vị cũng hiểu luôn để có thể liên tưởng đến tại sao giờ này Đại Nam vẫn tồn tại. Đây là cái câu trả lời nha quý vị. Quy trình và cách làm ở đây có thể không thật là đúng. Trong luật pháp nó chỉ có trắng và đen, chứ nó không có cái màu nâu giữa trắng và đen nha quý vị. Thế mà ông trả lời như vậy. Quy trình cách làm ở đây có thể là không thật đúng, nhưng cơ bản là việc sử dụng đất để làm khu công nghiệp và nguồn thu về đất nộp ngân sách thì không chật đâu. Đó, một câu nói mà nửa nạc nửa mỡ như thế này. Quy trình và cách làm thì có thể không đúng, nhưng mà cuối cùng cái lợi cho ngân sách nhà nước, mặc dù đây là một cái câu trả lời ngân sách nhà nước được bao nhiêu tiền vẫn còn là một câu hỏi rất là bự to nha quý vị. Đấy, thì không chật đâu. Thì chúng ta liên tưởng đến câu chuyện bây giờ. Tất cả những chuyện um sùm ở trên mạng, chuyện 1, chuyện 2, chuyện 3, chuyện đủ thứ chuyện, từ chuyện của công ty cổ phần Đại Nam, quỹ Hằng Hữu, cho đến chuyện mà vu khống bịa đặt của bà Nguyễn Phương Hằng, vô giáo dục, vân vân và vân vân ở trên mạng. Đó, mà nếu mà chúng ta tưởng tượng ra cái kết quả cũng như năm xưa thì hỡi ơi, cũng với câu trả lời là cái cách làm của bà Hằng cũng như là công ty cổ phần Đại Nam thì nhìn nó cũng không đúng lắm. Nó không thật là đúng lắm. Nhưng mà cơ bản là cuối cùng họ cũng giúp cho chính phủ, cho ngân sách nhà nước mà. Thì không chật được đâu. Hy vọng rằng cái câu trả lời của ông Phan Văn Đương năm xưa Nó sẽ không còn là câu trả lời của năm 2021 nha quý vị. Hy vọng là như vậy. Bây giờ chúng ta nói về Sóng Thần 2. Vậy là xong cái Sóng Thần 1. Thu về cũng ngấp ngưỡng cả 1.000 tỷ. Nha quý vị, cả 1.000 tỷ đó quý vị. Ngất ngưỡng 1.000 tỷ. Còn hơn nữa, nếu mà chúng ta giải thích rằng 5.777 tỷ đó chia như thế nào sau khi mà tịch thu của bên ông Tăng Minh Phụng cho cái việc mà trả một lúc 49 năm. Ở đây thì trước khi bắt đầu Sóng Thần 2 thì là lấy 5.777 tỷ. Nhưng mà sau đó thì ở đây cho những quý vị, Thanh Việt xin được dừng lại một chút xíu để giải thích thêm là cho những quý vị có những cái thắc mắc rằng không biết là công ty ông Tăng Minh Phụng, những quý vị, sau khi mà ông Tăng Minh Phụng bị xử tử, rồi cái tiền đó, gọi là cái tiền thi hành án đó quý vị, tịch thu lại đó, để bỏ vào ngân sách nhà nước đó, từ việc ông Tăng Minh Phụng đi mượn tiền của nhà nước qua ngân hàng, thì cái tiền đó một số được chuyển ra cho Bình Dương và được chuyển thẳng vào cho ông Huỳnh Phi Dũng. Đó. Mà cái số tiền nó lên tới 5.777 tỷ. Vậy thì sau khi ông Tăng Minh Phụng mất thì cái việc thi hành án có đụng vào 5.777 tỷ này hay không? Hay là từ vì công ty đã không dùng nữa, công ty đã không hoạt động nữa, vậy thì cái tiền đã được hoàn trả, thì hoàn trả lại thì không thể nào hoàn trả lại cho người mất đã bị xử bắn rồi, thì phải hoàn trả lại cho nhà nước, từ vì ông Tăng Minh Phụng mượn tiền của nhà nước. Vậy thì dựa trên những cái chuyện mà thi hành án nó nhập nhằng cho cái bên của ông Tăng Minh Phụng và Liên Khuy Thịnh, thì câu hỏi đây là 5.777 tỷ nó như thế nào? Ông Huỳnh Phi Dũng giữ bao nhiêu phần trăm, trả lại cho nhà nước bao nhiêu phần trăm? Đây là một câu hỏi thú vị, thật là thú vị. Đó là cái câu chuyện mà nếu mà chúng ta muốn đề cập và muốn xoay quanh về cái mối quan hệ giữa Liên Khuy Thịnh, Tăng Minh Phụng và ông Huỳnh Phi Dũng, là ở cái chỗ Thanh Việt vừa mới trình bày. Trở lại với Sóng Thần 2. Sóng Thần 2 thì đã là Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 thì cũng như là những đứa con sẽ cùng một cái cách giáo dục, phải không quý vị? Ở đây Thanh Việt gọi là dùng phương pháp cũ, khác tên thôi, phương pháp vẫn vậy. Sóng Thần 2 đó quý vị, thì cái diện tích là 442 hectare đất ở Dĩ An. Cơ quan chính phủ lúc này đã chính thức cho phép công ty cổ phần Thanh Lễ của ông Huỳnh Phi Dũng đứng ra để đầu tư. Thì dĩ nhiên là sau khi có sự cho phép của chính phủ, thì cái ông chủ tịch tỉnh Bình Dương lúc trước là bên Sông Bé, ông Hồ Minh Phương, đã có một cái sự ưu đãi lạ lùng cho bên của ông Dũng lò vôi. Nên là với cái việc kinh doanh đất đai đó quý vị, công ty Thanh Lễ ôm trọn 73 tỷ đồng theo bên tờ báo VN Express và tờ Tuổi Trẻ. Trong cái quy định của ông Hồ Minh Phương vào ngày 13 tháng 3 năm 2000, thì ông sau đó cũng giảm thuế đất cho khu công nghiệp này từ 355 đồng một mét vuông xuống còn 87 đồng một mét vuông. Lần này là giảm hơn 30%. Quý vị nhớ là bên khu Sóng Thần 1 cũng là 355 đồng, nhưng mà nó giảm xuống còn 270 mấy đồng, giảm 30%. Nhưng mà lần này đó nha quý vị, ở bên Sóng Thần 2 nó đi từ 355.000 đồng xuống còn 87.000 đồng một mét vuông, thiếu mất cái ba con số 0 nữa thưa quý vị. Với quyết định này của ông Hồ Minh Phương, công ty Thanh Lễ đã thu về 33 tỷ đồng. Lợi nhuận là 106 tỷ đồng từ bên Sóng Thần 2. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là gì quý vị? Cái điểm đặc biệt cũng khá là thú vị. Ông Hồ Minh Phương, nha quý vị, Đó, sau khi mà trao cho bên công ty của ông Dũng Lò Vôi 444 hectare đất đó, thì bên ông chủ tịch lại xoay ngược trở lại, mua 11,2 hectare đất của bên ông Dũng, cũng trong khẩu súng ngày 2 luôn, với giá là 40 tỷ đồng. Thật là lạ kỳ phải không quý vị? Thật là lạ kỳ, cực kỳ là lạ. Đó là nó gọi là sự chớ trêu. Nhà nước giao 422 hectare đất cho cái công ty cổ phần Thanh Lễ đó, để lấy duy nhất chỉ có 8 tỷ mấy à. Sau đó phải xuất ra thêm 36 tỷ nữa, tổng cộng là 4 xin lỗi quý vị, 32 tỷ nữa, tổng cộng là để 40 tỷ để mua 11,2 hectare đất. Quý vị bắt đầu có thấy cái điểm chớ trêu trong cuộc đời. Đấy, quá chớ trêu. Người thiệt hại là gì? Ngân quỹ nhà nước. Bà Phương Hằng thường hay nói rằng người nào tìm ra được điểm sai, nói đi, tôi sai chỗ nào. Thì đây là cái sai đó quý vị. Nhà nước đã bị thất thu rất nặng trong khu vực Sóng Thần 2. Thu về 8,54 tỷ đồng từ ông Dũng Lò Vôi. Nhưng sau đó là phải đưa thêm tiền túi vào của ngân sách nhà nước ở cái tỉnh đó, 32 tỷ nữa, 31 tỷ năm nữa. Để làm gì? Để thuê lại 11,2 hectare đất. Đúng là chuyện kỳ lạ trong lịch sử. Bình Dương cũng không khác gì, cũng nguyên một cái trò đó. Bình Dương cũng không khác gì. Khu công nghiệp Bình Dương có diện tích là 35,8 hectare, nhỏ thôi thưa quý vị, ở Dĩ An, không xa lắm so với Sóng Thần 2. Khi mà đầu tư đó quý vị, thì ngay từ lúc đó chúng ta thấy được đâu đó cái bản tính của ông Huỳnh Phi Dũng. Không làm đầy đủ hết cơ sở hạ tầng, thoát nước cũng không có đầy đủ, đèn chiếu cũng không có. Thế mà ông ghi vào là đã góp vốn 24 tỷ đồng để xây dựng cái hạ tầng của Bình Dương. Một số quý vị sẽ nói rằng khoan từ từ, không lẽ mà không có ai đi nghiệm thu để có thể ký giấy cho cái gọi là xây dựng theo quy hoạch 1/500 hay sao? Dĩ nhiên là có chứ quý vị. Dĩ nhiên là phải có. Dĩ nhiên là phải có. Nhưng ở đây là có chữ ệ nữa phải không quý vị? Lại ệ nữa, tiền tệ và quan hệ. Để rồi cho dù không có vỉa hè, không có hệ thống thoát nước, không có đèn chiếu, cơ sở hạ tầng hầu như là con số 0, thế mà vẫn được ký giấy phép để cho xây dựng. Chưa hết quý vị, ở ngay Bình Dương đã nổi lên cái gọi là tương lai của Sóng Thần 3. Tại sao? Ngay trong khu vực của Bình Dương, nha quý vị, là khu công nghiệp. Thế mà bên của huyện Dĩ An cho phép công ty Thanh Lễ có được 10,5 hectare đất để xây cái khu dân sinh. 10,5 hectare đất trong 35,8 là trên 30% rồi thưa quý vị. 2/3 khu đất là khu công nghiệp, 1/3 trở thành là khu dân sinh. Mà theo cơ quan chính phủ và luật pháp về đất đai thì khu công nghiệp và khu dân sinh cho dù có ở gần nhau bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là hai cái dự án khác nhau hoàn toàn. Hai cái dự án này phải khác nhau chứ không giống nhau được. Thì quý vị ở đây sực nhớ tới Sóng Thần 3. Cũng vẫn cái chuyện mà khu nhà ở và khu công nghiệp cùng một dự án. Đó là bất hợp pháp. Nha quý vị, bất hợp pháp. Nhưng cái điều duy nhất Sóng Thần 3 nổ ra kiện tụng là ông Lê Thanh Cung không đồng ý. Phát hiện ra điều này, ông Lê Thanh Cung đã không đồng ý. Còn ở cái thời mà của Bình Đường, ông Hồ Minh Phương, thì ông đồng ý. Coi như là trao tặng. Được luôn. Không có vấn đề gì. Đi ngược lại với luật pháp và luật đất đai. Có được 10,5 hectare đất này, ông bắt đầu chia lô và bán. Quý vị có thấy Sóng Thần 3 nó đang hiện lên không quý vị? Thì thật ra quý vị đã bắt đầu thấy rồi phải không? Đây là cái việc đầu tiên mà ông làm ở Bình Đường. Sau đó ông đem nguyên một cái bài toán đó, ông đặt lên trên Sóng Thần 3. Nhưng lần đó lại không thoát được. Nên nó mới ầm ĩ. Nói vậy thôi, ầm ĩ như vậy thôi, tốn tiền 99 tỷ tiền phạt. Bây giờ thì vẫn có cái mảnh đất đó rồi thưa quý vị. Có rồi. Nói như vậy để chúng ta hiểu được là sau khi được hơn 30% diện tích của khu công nghiệp Bình Đường một cách bất hợp pháp, thì ông đã chia lô và thu về nguồn lợi là khoảng trừ 100 đến 150 tỷ đồng. Một nguồn lợi đáng kể. Nha quý vị. Mà trong khi họ mất bao nhiêu tiền? Thưa quý vị, chỉ có 412 triệu tiền sử dụng đất cho nhà nước. Nhưng mà họ lại thu về 150 tỷ đồng. Mà trong khi cũng chả bỏ đồng bạc nào, nha quý vị, chả bỏ đồng bạc nào để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì quý vị bắt đầu thấy được câu chuyện nha quý vị. Tức là khi mà nhà nước trao một cái khu đất cho một cái doanh nghiệp để họ đầu tư những cái cơ sở hạ tầng để phát triển thành những khu công nghiệp, cho thuê lại cho những cái doanh nghiệp khác thuê làm nhà máy sản xuất. Vâng. Thì nhà nước chỉ làm việc trực tiếp với cái doanh nghiệp mà đầu tư hạ tầng, rồi thu tiền thuê và cũng như là tiền thuế trực tiếp từ các doanh nghiệp đó. Các doanh nghiệp đó thì lại thu tiền từ các cái nhà máy sản xuất. Đó quý vị thấy là có trong này nó có đến 3 cái thành phần. Nhà nước thì làm việc với các cái công ty cổ phần để xây dựng hạ tầng. Các công ty cổ phần xây dựng hạ tầng làm việc với bên của cái gì quý vị? Với bên của các nhà máy sản xuất, phải không quý vị? Vâng. Vì thế cái người đứng chính giữa là cái công ty xây dựng đầu tư hạ tầng. Mà nếu mà họ có sự hợp tác với nhà nước thì nhà nước nhận lại cái số tiền vào trong ngân quỹ rất là ít. Mà cái anh chàng xây dựng hạ tầng anh không làm gì nhiều. Nha quý vị, anh nộp có 412 triệu đồng cho nhà nước, mà anh quay ngược đầu bên kia, anh cho thuê cho các cái công ty thuê để làm nhà máy, anh thu được lợi. Rồi anh phân lô, anh bán đất cho người dân, anh thu lợi tiếp tục 150 tỷ đồng. Vì thế quý vị bắt đầu thấy được cái sự lời nó như thế nào khi mà biết quan hệ và biết tiền tệ để làm những cái khu công nghiệp này. Vì ăn quá ngon, dùng quá nhiều cho Bình Đường, nên ông Dũng rất là vui vẻ làm Sóng Thần 3. Nhưng mà đến đây, như quý vị đã biết, năm 2013 thì ông đã đụng với ông chủ tịch tỉnh. Lần này không phải là Hồ Minh Phương nữa, mà Lê Thanh Cung. Đó, từ đó quý vị thấy được cũng kiểu làm ăn như vậy. Cho tiền vào trong ngân quỹ nhà nước trả lại thì ít, mà xoay sang chia đất bán cho người dân, lấy tiền bỏ vào túi, rồi cộng với cái tiền của bên các doanh nghiệp mở nhà máy sản xuất nữa, thì đúng là giàu to. Giàu thật sự thưa quý vị. Tại sao ông Dũng có được những cái đó? Thì như quý vị đã nghe rồi. Nó cũng trở về cái ệ, không? Tiền tệ. Tiền tệ thì nhờ những cái mối làm ăn trước đó mới có tiền tệ để chi, và phải có cái mối quan hệ thì mới biết chỗ nào mà chi tiền. Thì trong một bộ máy mà có nhiều chữ ệ thì như bác Tổng Bí Thư nói là một điều thật là xấu xa, phải không quý vị? Thì cái bộ máy đó nó sẽ đi đến chỗ sập, nó không còn điều khiển được cái tỉnh đó một cách đàng hoàng nữa, khắp mọi nơi. Nhưng quý vị, vì thế bác Tổng Bí Thư muốn thật sự thanh lọc những cái chữ ệ đó. Thì đây, Thanh Việt xin được trình bày. Một, vừa rồi mình trình bày những cái chữ ệ về tệ, tiền tệ. Bây giờ Thanh Việt trình bày về quan hệ. Ông Huỳnh Phi Dũng tạo quan hệ như thế nào? Không gì tốt hơn bằng cách là vào Quốc hội. Ngày hôm qua, Thanh Việt có trình bày trong khóa 10, 1997 tới năm 2002. Nhưng quý vị, đây là cái giai đoạn mà ông làm ăn Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2, đưa đến nhiều món lợi khác nhau. Tuy nhiên, cuối cái nhiệm kỳ 2012 đã bắt đầu có sự nhòm ngó. Nhòm ngó này không phải là từ bên trung ương đầu tiên, mà là từ báo chí. Vì thế cho đến bây giờ, bà Nguyễn Phương Hằng qua lời của ông Dũng nhớ tới chuyện của năm xưa. Đây là một cái điều mà bức xúc. Vì thế tại sao mà họ bức xúc là vậy quý vị? Chuyện đang yên đang lành, không ai đụng đến, thế mà báo giới, báo chí bẩn thỉu quá. Đó là cái câu nói của bà Nguyễn Phương Hằng. Đụng đến những cái câu chuyện là báo Tuổi Trẻ, VN Express, Báo Thanh Niên đã vào cuộc, có những bài viết, và lúc đó còn có báo Tiền Phong nữa, vào cuộc có những bài viết nói lên những cái câu chuyện làm ăn gọi là tanh, làm ăn chui bất hợp pháp của ông Dũng. Chui tanh bất hợp pháp, thế mà nó được khoác áo lên rất là thanh cao, đầy đủ thanh cao, đầy đủ theo pháp luật. Thế mới hay quý vị. Cho đến ngày hôm nay, Thanh tra Trung ương, Bộ Công an đã vào cuộc nhiều lần. Đoàn Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra Trung ương đầy đủ hết. Ngoại trừ Sóng Thần 3 phát hiện những điều sai trái. Ở bên Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường. Sóng Thần 1 với Bình Đường thì còn hiểu rằng có sự liên quan đến cơ quan nhà nước, tức là công ty Thành Lễ. Nhưng Sóng Thần 2 thưa quý vị thì 100% là của bên ông Dũng Lò Vôi, công ty Thành Lễ. Thế mà cho đến ngày hôm nay, tất cả những sai trái bên thanh tra nhà nước có tìm được hay không? Hay là quá nhỏ để có thể phanh phui? Thì câu đó Thanh Việt dành lại cho quý vị. Từ những câu chuyện xảy ra năm xưa để mình có thể cảm thấy câu chuyện hiện tại. Không phải là vì bà Nguyễn Phương Hằng mình tin là đứng về phe chính nghĩa, cái đó nó không quan trọng. Nhưng mà dựa vào những cái câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì chúng ta đâu đó có một nỗi âu lo. Liệu rằng kết quả của năm xưa, Sóng Thần 1 Bình Điền, Tân Định, Sóng Thần 2 có thể xảy ra một lần nữa của năm 2021 không? Hay là kết quả của Sóng Thần 3 sẽ là đề tài của năm 2021? Mà thật sự ra trong cái trận đấu võ đài giữa Huỳnh Phi Dũng và Lê Thanh Cung cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, trận võ đài đó, kết quả người thắng cuộc vẫn là Huỳnh Phi Dũng, dù đã phải bỏ tiền xuống rất là nhiều, ít nhất trên mặt báo chí là 99 tỷ. Kính thưa quý vị, vì những cái điều như vậy nên là được lợi về cái mối quan hệ. Ông Dũng 5 năm sau đó vẫn muốn tiếp tục cái con đường vào Quốc hội để tạo mối quan hệ. Tuy nhiên, chơi với ệ nhiều quá thì đôi khi mình cũng được một cái kết quả, trong đó nó cũng có ệ, nhưng mà nó gọi là quá tệ. Lần này ông cũng muốn tham gia vào trong Quốc hội khóa 11, 2002 tới 2007. Đây là cái thời điểm bắt đầu cái chuyện mà thành lập Sóng Thần 3 nha quý vị. Thì bên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có đưa tên ông vào để ứng cử. Tuy nhiên ông bị loại ở cái danh sách cuối cùng. Trước đó, để làm cái tên tuổi được đánh bóng lại, được sáng giá trở lại, sau những cái loạt bài được gọi là mở ngoặt đóng ngoặt, bẩn, rình mò, đưa cái việc làm xấu xa của ông Dũng lên, của những tờ báo. Nên là cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Huỳnh Phi Dũng đã làm một số chuyện nó gọi là từ thiện để đánh bóng tên tuổi, để che đậy. Thì cái chuyện này Thanh Việt cũng đã phân tích rất là rõ ràng. Một số quý vị có khi vẫn còn không đồng quan điểm là tội thì là tội, công thì là công. Vâng, cái đó là trên lý thuyết. Trên thực tiễn, dựa trên những kết quả của những năm xưa, thì đâu đó cơn gió cũ cũng ập về. Dù đây là 2021. Vào năm 2002, kính thưa quý vị, để quảng bá cho cái tên Huỳnh Phi Dũng được sáng trở lại, thì ông Hồ Minh Phương đã cho ông Dũng cái chức gọi là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Quý vị nghe đến cái câu này, Hội đồng Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, có thấy giật mình không? Thanh Việt nghĩ rằng có rồi không quý vị ha? Tự vì cái này là cái tên mà đâu đó bà Nguyễn Phương Hằng đã hò lên một thời gian dài. Dài thì không dài, khoảng một tuần. Cái tên mà Hội Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, lúc đó bà reo lên cùng với tên của bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Quý vị vẫn còn nhớ phải không quý vị? Thì đây, vào thời điểm những năm đó, nha quý vị, thì ông Dũng được ông Hồ Minh Phương cho vào cái chức gọi là Phó Chủ tịch Hội đồng. Nhưng ở đây là Hội đồng tỉnh nha quý vị, chứ không phải là Trung ương. Bà Nguyễn Thị Doan thì làm ở ngoài Trung ương. Thì cái quỹ bảo trợ trẻ em đó quý vị, nó có một cái chi nhánh chính là ở Trung ương. Rồi sau đó nó mới gọi là phân phối ra các cái tỉnh để thành lập cái Hội Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam ở cấp tỉnh. Thì ông Dũng đó quý vị là Phó Chủ tịch Hội đồng cho cái tỉnh Bình Dương, cho cái Hội Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Quý vị nhé, với những cái chuyện như vậy thì có lẽ là bà Nguyễn Thị Doan lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Trẻ Em khu vực Trung ương, còn ông Dũng là Phó Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh cho cái Hội Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Đó là cái phương pháp mà vợ chồng ông Dũng đã đánh bóng tên tuổi của mình. Rồi như quý vị cũng đã biết, năm 2003, 2013 thì vợ chồng ông Dũng cũng đã đóng góp một ít 10 tỷ. Thì câu chuyện đó đã trình bày với quý vị rồi. Tuy nhiên kính thưa quý vị, lấy cái từ thiện đó che đậy lên cho cái mùi tanh tanh, gọi là khử trùng, xịt nước hoa đó quý vị, cũng chả được bao nhiêu. Đấy. Thì cuối cùng tên của ông Huỳnh Phi Dũng không có mặt trong cái Quốc hội. Bên Hội đồng Bầu cử Trung ương, họ trả lời về cái vấn đề này như thế này. Là vì ông Dũng đã vi phạm tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu Quốc hội, không gương mẫu chấp hành. Thì thật ra thưa quý vị, trước đó đã có ít nhất là 113 ứng cử viên đã bị tố cáo, trong đó có ông Huỳnh Phi Dũng. Và vì thế, bên thanh tra nhà nước và cũng như là Hội đồng Bầu cử Trung ương đã thấy rằng có nhiều khả năng mẫu hoặc đóng ngoặc có nha quý vị, vi phạm về luật đất đai, luật doanh nghiệp, luật thuế. Nên là họ tốt nhất họ không cho ông đại diện cho nhân dân tại Quốc hội. Đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy là cái sự nghiệp làm Quốc hội của ông kết thúc sau một nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ sau ông có đi rồi cũng được đánh bóng tên tuổi, cũng có góp tiền vào đâu đó những cái quỹ từ thiện, nhưng cuối cùng lãnh lại là con số 0. Vì có một số đơn gửi yêu cầu tố cáo khiếu nại về cái gọi là cái nhân phẩm, cái đạo đức có vi phạm pháp luật hay không của một số ứng cử viên, trong đó có ông Huỳnh Phi Dũng. Thế là ông trắng tay, tạm thời dừng lại cái con đường đi làm Quốc hội. Thưa quý vị, thì quý vị vừa xem xong cái chương trình cũng khá là dài, nói sơ qua về những cái vi phạm của công ty cổ phần Đại Nam mà lúc trước được biết đến là công ty cổ phần xây dựng phát triển khu công nghiệp Thành Lễ. Hy vọng rằng sau chương trình này chúng ta sẽ hiểu được Thành Lễ là công ty nhà nước, Thanh Lễ là công ty của ông Dũng. Công ty nhà nước Thành Lễ là do ông Dũng làm giám đốc một thời gian. Đấy. Công ty nhà nước Thành Lễ do ông Dũng và công ty Phi Long hay là những công ty gia đình của ông Dũng, tuy hai là một. Tự vì cùng một bên là làm chủ, rồi người chủ đó lại đi làm việc cho nhà nước. Họ kết hợp cả hai thành một để chia những cái món lợi, rút tiền từ các cái khu công nghiệp đó. Số tiền họ rút, đây là cái con số trên màn hình, Thanh Việt chỉ chia sẻ gọi là nhẹ tay thôi, rõ ràng thôi, là đã là 884 tỷ. Chứ cái số mà thiệt sự thưa quý vị, nó lên cả 1.000 tỷ. Đó là những cái con số mà chưa được xác định, vì bao nhiêu phần trăm họ cho vào quỹ nhà nước, bao nhiêu phần trăm họ chích thu ra để trong những cái mối quan hệ. Nhưng quý vị, thì đó là những cái câu chuyện cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng cái câu trả lời quan trọng nhất là công ty cổ phần Đại Nam cho đến ngày hôm nay vẫn có tồn tại. Tồn tại vì sao? Vì có những mối quan hệ và có những cái tiền tệ. Mà những cái điều đó hy vọng là Tổng Bí Thư sẽ tìm đến và dập tắt những cái kiểu quan hệ như vậy. Trước khi kết thúc chương trình, trong cái Chủ nhật ngày hôm nay, Thanh Việt xin được có một cái kết luận nó ngắn gọn nó như thế này. Những cái điều mà bà Nguyễn Phương Hằng gọi là phanh phui, mẫu hoặc đóng ngoặc theo bà, bây giờ tạm thời mình bỏ qua hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất là văn hóa chửi, coi như là không nghe đi. Thứ hai là chi tiết vu khống, có nghĩa là những cái điều bà nêu ra là không có, nhưng mà bà vẫn thích nêu ra vì một cái lý do ABC nào đó, thì mình gọi là vu khống vì không có bằng chứng. Và thực sự bà không có bằng chứng. Bà đoán mò được bao nhiêu phần trăm đúng, cho đến ngày hôm nay công bằng mà nói thì phải chờ thông báo chính thức của cơ quan nhà nước. Phải không quý vị? Đó là công bằng. Vì thế Thanh Việt xin được mạn phép như thế này. Nhìn ở một cái góc độ cao hơn, xa hơn một chút, không nhìn thấp vào câu chuyện. Nếu nhìn thấp vào câu chuyện thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những câu chửi, rồi mình ảnh hưởng là có vu khống hay không vu khống, có nhục mạ hay không nhục mạ, có nói đúng sự thật hay là chỉ đoán mò. Đoán mò là vu khống đó quý vị. Bây giờ mình bước xa ra và tạm thời chấp nhận là bà Nguyễn Phương Hằng làm những việc tốt cho xã hội, phanh phui chuyện A, chuyện B, chuyện C gì đó. Với cái giả định như vậy, nhưng quý vị nha, giả định là như vậy, là những lời bà nói là đúng. Với cái giả định như vậy thì Thanh Việt cho rằng những cái việc mà bà moi ra nếu có đúng thì chỉ là những con số không quá nhỏ so với những cái gì mà bà muốn. Bà muốn là Tổng Bí thư Trung ương nhìn thấy những công việc bà làm, moi ra, góp phần sạch sẽ cho xã hội. Nếu mà có đúng nha quý vị, nên là nếu mà có đúng nha, chứ chưa nói đến cái chuyện mà vu khống nói sai. Nếu mà có đúng thì Thanh Việt nghĩ rằng những cái chuyện bà moi ra chẳng đáng là cái gì, trừ từ việc từ thiện không bao nhiêu hết quý vị, không bao nhiêu. Cho đến cái việc mà có hay không có gian lận, nói xạo ở Tịnh Thất Bồng Lai thì cũng chả bao nhiêu. Giả sử tất cả những điều bà nói đúng hết thì được bao nhiêu thưa quý vị, so với những vụ án mà bác Tổng Bí thư đã lôi ra trong vài tháng qua. Điển hình nhất là gì quý vị? Là Bộ Y tế nhập những cái thuốc mà gọi là thuốc giả trị ung thư, những cái vụ nhập nhằng mà có thể gọi là lên cả ngàn tỷ, tổng cộng lại là lên cả chục ngàn tỷ. Nha quý vị, số tiền lớn cực kỳ lớn. Cái đó nó giống như là thất thoát của nhà nước. Sự thất thoát đó bằng con voi vậy quý vị. Còn cái chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng lôi ra nếu có đúng chỉ là con chuột. Vậy thì tốn công làm gì? Nếu mà bà muốn lập công, bà muốn làm cái này cái nọ, bà muốn bà là chính nghĩa, thì hãy đụng chạm vào những nơi mà tương tự như Tổng Bí thư đang nhắc đến. Mà đâu cho xa, ngay tại Bình Dương, cùng với cơ quan nhà nước, hãy tìm hiểu đối thủ của mình, công ty 3 tháng 2. Nhìn đâu cho xa, nhìn đâu cho xa, cứ nói rằng mình yêu dân, yêu nước, yêu dân. Nhưng những người dân cũng không sống được gì nhiều về những cái chuyện mà bà lôi ra. Cái vụ thất thoát của những công ty mà bác Tổng Bí thư đụng đến là một sự thất thoát cực kỳ lớn cho ngân sách của nhà nước. Quý vị có tưởng tượng cả chục ngàn tỷ đó mà không bị thất thoát và được dùng vào những cái công việc từ thiện, giúp nước, giúp dân thì sẽ như thế nào? Thanh Việt hy vọng rằng đâu đó, nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng bà cho rằng bà là chính nghĩa, thì Thanh Việt xin thách thức bà hãy đụng vào những nơi mà nó có giá trị lớn cả chục ngàn tỷ. Đừng đụng vào những con chuột nhỏ xíu xíu rồi lại tự lấy cái đó để lên trán của mình, đi quảng cáo là mình là vì dân. Vì dân là đụng vào những vụ cả chục ngàn tỷ, cả ngàn tỷ, chứ không phải vì dân mà chỉ có mấy tỷ, mấy chục tỷ. Nhưng quý vị, thì Thanh Việt xin chia sẻ với quý vị như vậy. Vì những việc bà làm nghe qua thì nó lớn lao quá, lớn thiệt, vì dân thiệt, nhưng mà nó chẳng vì ai hết, vì nó chẳng đi vào đâu, nó như là một hạt cát bụi vậy. Thanh Việt xin được chấm dứt chương trình ở đây và xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Sẽ có nhiều chi tiết hơn, hy vọng là có liên quan đến những cái vấn đề về nhà báo Hằng Ni. Đâu đó Thanh Việt có những giấc mơ hay sao? Thì xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. I love you all.